sao không? Gọi bác sĩ nha. Cái khúc bê đỡ đó tự nhiên trong cái lúc mà anh bê rồi cái tự nhiên anh nằm lăn ra luôn. Nó bị kiểu khúc một phát. Thế là Hải cảm giác là tay chân mình rụng rời hết luôn. Cảm giác mình đứng không vững luôn á. Lâm Minh Hải bị một cái chấn thương lưng trên nền một cái thoát vị đĩa đệm cũ. Anh ấy hiện tại không thể nào tham gia vào những cái hoạt động nhảy múa được. Sau 2 đến 3 tuần anh ấy có thể quay lại, nhưng mà cần phải tránh những cái động tác bưng bê. Tới cái tuần mà gọi là mang tính chất quyết định để vào top 3, Hải cũng cảm thấy hơi có lỗi một tí, nhưng mà Hải nghĩ là Thảo sẽ vượt qua thôi. Tại vì bạn mới thì Hải nghĩ là cũng đủ khả năng giúp cho Thảo vượt qua vòng này. Thật sự mình rất lo lắng ạ. Tại vì chưa tập với Thảo bao giờ. Với một thời gian tập luyện là rất ngắn để có thể đáp ứng được 2 bài. Mà bây giờ đây là một tuần quyết định để vào được top 3. Chỉ biết cố gắng tập hết sức và làm thế nào cho Thảo thật yên tâm để Thảo có thể có một phần biểu diễn thật tốt. Anh mong là em có thể được vững tinh thần để mà hoàn thành thật tốt cả 2 bài diễn. Tại vì đó là một chứng tỏ cả một quá trình 10 tuần em đã theo chương trình, em đã giảm cân như thế nào, em đã tập luyện nhảy múa như thế nào, và cố định cái tinh thần của em để đi sâu hơn nữa và xa hơn nữa, về sâu về dài, về cái tương lai của em nữa. Như là diễn được những bài diễn mà em hằng mong muốn được diễn, chứ không phải là bị người ta áp đặt vào những cái vai chỉ là vui nhá. Cố lên.